núi lửa phun trào không còn xa lạ với mỗi chúng ta. Từng bức ảnh hay những thước phim đẹp đã được rất nhiều nhiếp ảnh gia ghi lại. Nhưng mới đây ở phía tây nam Iceland, ngọn núi lửa Fagradalsfjall đã phun trào lần đầu tiên trong 800 năm qua. Kể từ khi nó phun trào, rất nhiều người đã đến thăm địa điểm này. Ngọn núi lửa đang hoạt động ở Iceland đang trở thành địa điểm hút khách tham quan khi có người đến đây nướng kẹo dẻo có người lại đưa cả trẻ em đến xem dung nham sôi sục bất chấp các cảnh báo nguy hiểm của chính quyền. Và mới đây, đoạn video được đăng tải lên trang YouTube, Erikuru chia sẻ công thức nấu ăn của mình, một quả trứng và 200 g thịt sông khói. Màn nấu ăn này được thực hiện dưới sự giám sát và với thiết bị chuyên nghiệp. Hãy chọn điểm dừng chân khác chứ đừng đến đây ngắm cảnh cuối tuần này nhé. Nó thật sự rất nguy hiểm đó. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ sang tin bí ẩn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn